ta cùng đến Chúa Thiên Nhang dâng lời cảm tạ và tung hô Chúa. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian bị mù, dìu con tiến bước về nơi ước mong. Dẫu ngàn nguy khó dẫn gieo trên đường, hãy đến tung hô Chúa, gieo mừng đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước Thiên Nhang, nào cùng đến trước Thiên Nhang dâng lời cảm tạ. Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chiều nay chúng ta dâng thánh lễ cầu cho các ý sau đây: cho linh hồn Marta lễ dỗ, cho linh mục Giuse Trần Minh Nhật lễ dỗ 4 năm do gia đình xin, Giuse Hoàng Đức Vinh, Giuse Hoàng Đức Long, linh hồn Igor, Maria và Phaolô Nguyễn Hòa Chương mới qua đời. Đặc biệt, chúng ta cầu cho linh hồn Đa Minh Trần Văn Phúc mới qua đời ở Việt Nam, là em của anh chị Sơn Loan, và những linh hồn chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu Thiên Chúa Cha và ơn thông hiệp Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em, ở cùng cha. Xin Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, để chúng con xứng đáng đến dự tiệc của bàn tiệc chiên Thiên Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, ăn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thời gian chúng con ăn chay cầu nguyện, xin giúp đoàn tín hữu chúng con chuẩn bị tâm hồn sao cho xứng đáng. Nhờ đó, chúng con sẽ nhiệt tình đón nhận mầu nhiệm vượt qua và loan báo tin mừng cứu chuộc cho toàn thể địa cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách tiên tri Ezekiel. Trong những ngày ấy, thiên thần dẫn tôi đến cửa nhà Chúa, và đây nước chảy dưới thềm nhà phía hướng đông, vì mặt tiền nhà Chúa hướng về phía đông, còn nước thì chảy từ bên phải đền thờ về phía nam bàn thờ.
Thiên thần dẫn tôi qua cửa phía bắc, đi đưa đi phía ngoài, đến cửa ngoài nhìn về hướng đông, và đây nước chảy từ bên phải. Khi đó, có người đàn ông đi ra về hướng đông, tay cầm sợi dây, ông đo 1000 thước tay, và dẫn tôi đi qua dưới nước tới mắt cá chân. Ông đo 1000 thước tay nữa, và dẫn tôi đi qua dưới nước đến đầu gối. Ông còn đo 1000 thước tay, và dẫn tôi đi qua dưới nước đến ngang lưng. Ông lại đo thêm 1000 thước tay nữa, và đây là suối nước. Tôi không thể đi qua được, vì nước suối dâng lên cao quá, phải lội mới đi qua được, nên người ta không thể đi qua được. Người ấy nói với tôi, hỡi người, hẳn ngươi đã xem thấy. Rồi ông dẫn tôi đi, rồi dẫn trở lại trên bờ suối. Khi trở lại, tôi thấy hai bên suối có nhiều cây cối. Người ấy lại nói với tôi, nước này chảy về phía cồn cát, phía đông, chảy xuống đồng bằng hoang địa, rồi chảy ra biển, biến mất trong biển và trở nên nước trong sạch. Tất cả những sinh vật sống động, nhờ suối nước chảy qua đều được sống. Sẽ có rất nhiều cá, và nơi nào nước chảy đến, nơi đó sẽ trở nên trong lành. Và sự sống sẽ được phát triển ở nơi mà suối nước chảy đến. Gần suối nước, hai bên bờ ở mỗi phía, mọi thứ cây ăn trái sẽ mọc lên, lá của nó sẽ không khô héo, và trái của nó sẽ không bao giờ hết. Mỗi tháng nó có trái mới, vì dòng nước này phát xuất từ đền thờ. Trái của nó dùng làm thức ăn, và lá của nó dùng làm thuốc uống. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn đọc câu đáp. Chúa Thiên Minh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giang Mo hằng bảo vệ. Chúa là nơi ẩn náu và là sức mạnh của chúng ta, người hằng cứu giúp khi ta sầu khổ. Dầu đất có rung chuyển, ta không sợ chi, dầu núi đổ xuống đầy lòng biến cả. Chúa Thiên Minh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giang-Mô hằng bảo vệ. Nước dòng sông làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thanh, đấng tôi cao hiến ngự, Chúa ở giữa thành, nên nó không truyền rung. Lúc tinh sương, thành được Chúa cứu giúp. Chúa Thiên Minh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giang-Mô hằng bảo vệ. Chúa Thiên Minh hằng ở cùng ta, ta được Chúa Giang-Mô hằng bảo vệ. Các ngươi hãy đến mà xem mọi kỳ công Chúa làm, người thực hiện muôn kỳ quan trên vũ trụ. Chúa Thiên Minh hằng ở cùng ta, và ta được Chúa Giang-Mô hằng bảo vệ. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Ôi này Chúa, xin tạo cho con quả tin trong sạch, xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ. Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh. Hôm đó là ngày lễ của người Do Thái. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Tại thành Jerusalem, gần cửa gọi là cửa chiên, có một cái hồ. Tiếng Do Thái gọi là Bethsaida. Chung quanh có 5 cái hành lang. Trong các hành lang này có rất nhiều người đau yếu, mù lòa, què quặt và bất toại, nằm la liệt. Trong số đó
có một người nằm đau liệt đã 38 năm. Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh ta đã đau từ lâu, liền hỏi anh có muốn được lành bệnh không? Người đó thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống dưới hồ mỗi khi nước khuấy động. Và khi tôi lết tới, thì có người đã xuống trước tôi rồi. Chúa Giêsu nói, anh hãy đứng dậy đi, vác chổng mà về. Tức khắc, người ấy được lành bệnh, anh ta vác cái chổng mà đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sa-bát, nên người Do Thái bảo cái người được vác chổng và được lành bệnh rằng, hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác cái chổng. Anh ta trả lời, chính người đã chữa tôi lành bệnh, bảo tôi vác chổng mà đi. Họ hỏi, ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người được chữa lành không biết người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó. Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ. Người nói, này, anh đã được lành bệnh rồi, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước. Anh ta đi nói cho người Do Thái biết, chính Chúa Giêsu là người đã chữa cho anh ta lành bệnh. Vì thế, người Do Thái gây sự với Chúa Giêsu vì người đã làm điều đó trong ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi cứ ngẫm nghĩ cái chữ tôn giáo mà tiếng nôm na của mình dùng tiếng Hán Việt, chữ đạo. Đạo là tiếng Hán Việt, là đường đi. Đường đi thì phải có nơi xuất phát, rồi nơi tới đến. Tức là có một cái liên hệ giữa đến và đến nơi. Cho nên nếu nói tôn giáo hay đạo là con đường thì đúng. Nhưng mà theo định nghĩa kỹ hơn, tôn giáo là mối liên hệ giữa một đấng tạo hóa hay một Thiên Chúa và một linh hồn. Nếu không có cái mối liên hệ đó, mọi thứ mà mình làm đều là ngẫu tượng. Giả sử như mình đọc kinh mà không có cái mối liên hệ nào với cái đấng mà mình đang dâng lời kinh, thì giống như mình có thể nhờ cái máy cassette nó làm thế mình được. Cho nên trở lại, nếu nói Chúa Giêsu lập ra một đạo mà mình đặt tên hôm nay là đạo Công giáo La Mã. Chữ Công giáo có nghĩa là dành cho mọi người, ai xin gia nhập cũng được. La Mã là vì cái gốc trung thành từ thời Thánh Phêrô. Mà nếu nói đạo là con đường dẫn đến, thì dẫn đến đâu? Như tôi vừa nói, đến Thiên Chúa, hay đến với tình yêu, hay đến với chân thiện mỹ. Cái nào cũng đúng, là vì Thượng Đế là tình yêu, là sự thật, là sự tuyệt mỹ, là sự sống. Không có sai. Nhưng nên nếu không có tình thương, thì đạo Công giáo đó không còn là con đường nữa. Đương nhiên không phải là đạo theo đúng nghĩa. Chúng ta thấy khi đến trần gian, Chúa Giêsu đã đề cao tinh thần sống đạo hơn là việc chăm chú giữ đạo. Việc bề ngoài chỉ có ý nghĩa. Tôi nói là việc bề ngoài mà mình làm chỉ có ý nghĩa khi từ bên trong có tình yêu. Tình yêu thúc mắt, tình yêu đòi hỏi, tình yêu chỉ đường cho chúng ta làm. Bằng không, chúng ta làm chuyện ngẫu tượng, mê tín, dị đoan. Ví dụ, đến với bí tích thánh thể mà không có mối liên hệ trong yêu thương thì là một hình thức, có khi để khoe cái đạo đức của mình hay cái gì đó mình không biết. Cho nên một việc đạo đức, ví dụ giúp một người túng thiếu, mà nếu không có tình thương thì cũng có thể là dịp để mình khoe khoang thôi. Hôm nay
Chúa Giêsu làm gương cho mình, Chúa lấy tình thương thắng được cái lề luật. Lề luật là vì con người, mà người Do Thái đã ép con người ở dưới lề luật. Và một hình thức rất trọng hình thức, rất giả hình. Cho nên hôm nay Chúa Giêsu vượt lên trên lề luật để đi chữa một người đã nằm liệt tới 38 năm. Chúng ta nhìn lại luôn trong 2-3 tuần vừa rồi, bài tin mừng của tuần thứ 3, Chúa Giêsu đến cái giếng Gia-cóp để ban cái nước hằng sống cho người phụ nữ xứ Samaria. Nước hằng sống có nghĩa là tình yêu và ân phúc. Những gì bà ấy tìm trong quá khứ chỉ là khoái lạc. Bà cứ tưởng là hạnh phúc, tới mấy đời chồng vẫn không có hạnh phúc. Rồi cái tuần vừa rồi, Chúa chữa cho một người mù từ lúc mới sinh, để nói lên rằng Chúa Giêsu là ánh sáng của trần gian. Và hôm nay, Chúa chữa lành bệnh cho một người bị liệt 38 năm để nói rằng Chúa là đấng cứu chữa, chữa cho lành. Nhưng Chúa Nhật kế tiếp, Chúa sẽ cho một người chết sống lại là ông Lazaro để nói rằng từng bước tôi là đấng phục sinh. Tôi thắng được cái chết. Cho nên mình thấy đi từ sự xếp đặt của giáo hội trong các bài đọc, nước hằng sống, ánh sáng cho trần gian, đấng chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền và đấng làm chủ sự sống. Hôm nay trong cái hành động yêu thương như vậy mà Chúa bị những người biệt phái chống đối, bắt đầu họ thù. Họ cho rằng Chúa Giêsu không có giữ luật và thường xuyên Chúa vi phạm ngày Sa-bát. Hôm trước, thứ ba tuần trước tôi có nói một trong những hình thức để bị thạch hình, tức là ném đá cho chết, thạch hình là vi phạm ngày Sa-bát. Ghê không? Tôi có đọc một trong 12 điều của Kinh Torah. Cho nên họ tìm mọi cách để kết án rồi ném đá Chúa Giêsu. Đối với Chúa Giêsu, luật vì con người, chứ không phải con người bị đè dưới lề luật một cách máy móc. Hơn nữa, khi Chúa chữa cho cái anh bị 38 năm này, thì đồng thời Chúa cũng chữa anh khỏi những hệ lụy mà người ta gán là cái bệnh là do tội của anh làm ra. Không dừng lại ở đó, Chúa còn nhắc cho anh biết anh cứ phải vác cái chổng mà đi về và đừng phạm tội nữa. Có hai điều không biết quý ông bà có để ý không? Cái việc vác chổng có thể giống như anh bỏ luôn cũng được, bởi vì từ nay anh đâu có cần. Anh mừng quá anh bỏ đi, nhưng anh vẫn lời vác cái chổng để nói đến rằng anh cộng tác với Chúa Giêsu. Chúa bảo gì anh làm, đó là bổn phận của anh. Còn cái lời bảo đừng có phạm tội nữa, nhắc cho anh một việc: từ nay anh đã được giải thoát khỏi tội, anh đã được thuộc về Chúa. Hãy tẩy rửa tâm hồn của mình và thân xác cho sạch và giữ cho nó khỏi ô uế, nếu không nó lại thuộc về ma quỷ. Chúng ta thấy có cái gì hay hay, Chúa luôn luôn mời một hành động của mình. Mùa chay là cơ hội để chúng ta trở về với Chúa. Một đấng ban cho mình nước hằng sống, một đấng là ánh sáng soi chiếu, ánh sáng sẽ chiếu vào tâm hồn chúng ta để chúng ta biết đường đi về với Chúa Cha. Một đấng chuyên chữa lành, và Chúa Nhật sắp tới, một đấng phục sinh làm chủ cái chết và sự sống. Cho nên cái dịp mùa chay để chúng ta nhìn lại đấng đó. Chúa không chấp nhận chúng ta ù lì trong tội. Coi chừng có những năm tháng mình ở lì trong tội hơn 38 năm nữa. 38 năm về phần xác, người bệnh này bị nằm liệt một chỗ, có những mối thù
Từ lúc đi vượt biên tới giờ mình vẫn chưa tha. Mình cứ cho đó là bất công, mình cho đó là lường gạt, và lòng mình tự giam mình trong tâm tối. Mình ở ù lì trong đó mà mình không thấy. Chúa mời gọi biết bao nhiêu lần, hãy bước ra khỏi chỗ tối tâm đi. Mình biết, mình hiểu, mình nghe, không làm, không cộng tác. Hãy đứng dậy vác chổng mà đi. Có dám đứng dậy không? Khỏi cái vũng bùn nhơ của những cái thù oán đó. Tôi biết có. Hận lắm, bởi vì trong cái những cái ngày lên đến trên thuyền thập tử nhất sinh, người kia có nước mà không chia cho gia đình mình. Có vậy mà thù. Rồi chưa nói tới lường gạt về tiền bạc, về những cây vàng. Mà mình giữ làm gì? Mình ở lì trong một cái cơn liệt 38 năm. Tôi nghĩ còn hơn nữa. Từ 76, 77, 78 tới giờ hơn 38 năm. Đó là Chúa mời chúng ta vác cái chổng này. Cái chỗ mình nằm liệt đó, bây giờ vác nó đi đi. Đem quăng nó đi chỗ khác đi. Đem nhúm lửa đi. Và hãy đứng dậy. Đi. Bỏ con đường của những cái liệt bại đó nằm một chỗ. Bởi vì cứ gặm nhấm, có khi chúng ta sẽ càng khốn khổ hơn nữa. Xin Chúa giúp mỗi người chúng con. Cái liệt của chúng con có thể là về phần hồn. Một cái yếu đuối trong một cám dỗ. Một cái đam mê phần xác. Một cái nghiện ngập nào đó về tinh thần lẫn thể xác. Xin Chúa giúp chúng con, vì Chúa thấy. Ngay bài tin mừng hôm nay, Chúa vừa mới gặp, không cần hỏi han, Chúa biết cái anh đó. Và Chúa đến hỏi anh trước. Chúa hỏi anh trước, chứ không phải là anh ta nhỏ lời. Thật là hay. Tôi đọc lại cái câu đó để quý vị thấy rõ ràng. Anh có muốn được lành bệnh không? Anh ta chưa có nói vậy đó, Chúa hỏi trước. Anh ta còn nghi ngờ nữa. Nước nó động là người ta tin rằng có thiên thần tới khuấy nước lên. Ai là người xuống trước sẽ được lành. Chuyện đó không biết xảy ra làm sao thì tôi không giải thích được. Nhưng anh cũng tin như vậy. Và anh nói không ai vác tôi xuống. Tôi mò tới thì có người đã xuống trước. Chúa đâu có chấp cái đó. Mặc dù cái cách nói đó giống như hơi giận lẫy. Anh ta đâu có biết chính cái người nói với anh chữa anh lành. Và khi anh được lành thì anh giống cái người mù hôm Chúa Nhật không? Lại gặp lại Chúa. Gặp lại Chúa. Đó là điều rất là đáng khen. Xin Chúa giúp chúng con nhìn ra một cái bại liệt nào đó trong người chúng con. Mà đương nhiên nó có. Không lớn thì nhỏ. Không nhiều thì ít. Xin Chúa giúp chúng con cộng tác với Chúa. Không có nằm lì trên cái chổng cũ đó nữa. Đứng dậy, vác, bỏ đi. Chúa dạy chúng con, bởi vì từ cái óc xuống tới con tim đã xa rồi. Từ con tim ra bàn tay để hành động xa hơn nữa. Xin cho chúng con quyết tâm trong mùa chay này. Nếu làm không được, thì xin Chúa giúp con. Chúa muốn chữa lành cho con, xin hãy chữa đi. Xin dạy con biết cộng tác với Chúa. Và như vậy, nó trọn vẹn với bài học trong bài tin mừng hôm nay. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi Thánh Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, đây là bánh và rượu mà chúng con dâng tiến và cũng là lương thực chính Chúa đã thương ban cho chúng con để nuôi dưỡng chúng con khi còn ở cuộc đời này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận những lễ vật này và làm cho trở nên bí tích, đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thần là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là tư tế thật và vĩnh cửu. Khi thiết lập thể thức hy lễ trường tồn, Người là đấng đầu tiên đã dâng mình cho Chúa làm của lễ cứu chuộc và đã truyền cho chúng con dân mà tưởng nhớ đến Người. Khi chúng con rước mình Người hiến tế vì chúng con, thì chúng con được thêm mạnh sức. Và khi chúng con rước máu Người đã đổ ra vì tội chúng con, thì chúng con được rửa sạch. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa,
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Timothy Costello, Đức Giám mục Phụ tá Donald Spurgeon của chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhớ tới Igor, Maria, Paulo, Nguyễn Hoài Chương và Đa Minh Trần Văn Phúc mà Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những vị đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin cũng nhớ đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử vị đạo nước Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Chúa dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Hãy chiến Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Hãy chiến Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây chiến Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho những ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
ca hiệp lệ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Bài hát vừa hát có cái chữ trẻ thơ thật dễ thương. Trong nhà nguyện hôm nay cũng có một trẻ thơ rất là dễ thương và làm tôi nhớ tới lúc ở Chipala. Tôi chiều thứ bảy ra giúp cha Thúy sinh hoạt thiếu nhi, thì cái bữa đó là bữa thứ hai hay thứ ba năm 2003 đó, tháng 9 2003, sau đám tang mẹ của cha Vinh. Thì tôi ra đó buổi chiều đó, cha Chiến dâng lễ và cái khúc mà sau khi dâng bánh rượu thì ca đoàn vô cái câu tần 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 tần, cái là con tuyên xưng đó, nhớ không? Cái đó giờ ít nghe hát nữa, nghe nó hùng hồn lắm.
ca đoàn nhảy vô cái hôm đó ca đoàn Teresa tần 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 cái tất cả con tuyên xưng thiếu nhi nhảy vô Chúa đã biết đi. Tại ở trong nhà đâu làm gì nghe cái chữ chết đi đâu. Mà má nói em mày biết đi rồi đó. Giống nãy tôi thấy em bé nó mới biết đi, nó thích đi lắm. Cũng vui đó, đó. Rất hay. Nhưng mà ở đây nè, ca đoàn nhỏ của Sơ Linh rồi đó đó. Cái bài Trên con đường về quê đó, trời ơi nó hát sốt sắng hết sức. Bởi vì chiều thứ bảy mà. Trên con đường về quê mà vắng bóng mẹ, thấy mát ruột lắm. Con biết tông vào ai, biết tông vào ai. Nó mà lái xe thì nó tông là chết bà rồi. Cũng vui, đọc phát âm vui, làm cho mình cũng hồi hộp lắm chứ không phải chơi đâu. Vì không biết cái gì sắp xảy ra mà mình tuyên bố bằng tiếng Việt nữa mới khổ vậy. Có gì để nói hôm nay là nghe nói lớp Thánh Kinh học lại rồi. Sau thời gian nghỉ dài dài, bữa nay học lại không biết được mấy học sinh. Được hai người cũng học, không sao. Chúc lớp Thánh Kinh học vui vẻ. Vậy. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Lạy Chúa, ước gì bí tích chúng con vừa lãnh nhận, làm cho tâm hồn chúng con được thanh tẩy và được đổi mới, khiến cho cả thân xác phải chết của chúng con cũng có ngày được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc quý ông bà và anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Cảm ơn và chúc một buổi tối an vui, hạnh phúc.